sẽ chia sẻ cách làm món rau muống muối nhé, chua nhé. Ở đây mình có rau muống ngắt ngoài vườn thì mình về, các bạn ngắt hết vỏ lá đi nhé. Chúng ta chỉ dùng cái cẳng này để chúng ta muối thôi, vì rau nhà trồng nó lên để nó hơi dài như này. Ngắt đến phần non. Bỏ hết lá vào, lá đi. Sau đó mình mang đi rửa sạch và ngâm với giấm để cho nó giòn. Cái lá non này các bạn có thể dùng để nấu canh nhé, hoặc luộc nhé. Cái lá non cả cái ngọn thì chúng ta chỉ lấy cái cẳng á. Rong muống muối này thì chúng ta lấy cái cẳng ăn nó rất là giòn. Không lấy cẳng già nhé, lấy cái cẳng non vừa phải thôi. Các bạn cắt thành những khúc nhé, vừa ăn, để khi chúng ta muối thì nó ngon. Cái muối chua này chúng ta ăn với những cái món mà nấu ngấy, món chiên, món nướng, món những cái món thịt luộc, thịt nướng nó nhiều mỡ, nó ngấy thì ăn thì nó sẽ giảm những cái độ ngấy. Vừa cắt vừa ngâm với một chút nước muối cho nó sạch. Chúng ta muối cùng với tỏi và ớt, giấm, đường, muối. Cái lá, cái ngọn này chúng ta luộc để ăn hoặc là canh cho muối nhé. Khi đi ăn những cái món ngoài quán ấy, như món các loại chân gà ấy, thứ ấy, thì người ta thay cho ăn kèm với lộn rau muống muối này, ăn nó rất là ngon và sẽ ăn được nhiều hơn những cái đồ kia. Vì những cái đồ chua muối này mà ăn vào những cái đồ dầu mỡ thì nó sẽ làm cho không bị ngấy và chúng ta ăn được rất là nhiều. Nên các bạn cứ làm một hũ này, một cái nọ hoặc là một cái vại muối để chúng ta dùng dần. Cho nước muối này vừa ngâm vừa rửa này thì nó sẽ không bị thâm ấy. Nó không có nhựa ấy. Sau đó mình rửa sạch rồi sau lại ngâm bằng giấm khoảng một tiếng nữa. Nước giấm nữa. Đây là khoảng 3 mớ rau muống ấy. Chúng ta chỉ lấy cái cẳng thôi. Mình lấy cái cẳng già nhé, cẳng vừa phải thôi. Và cũng không lấy cẳng non quá. Cái ngọn và cái lá thì mang đi để nấu canh hoặc luộc. Còn cái này thì bây giờ mình mang đi rửa sạch nhiều lần, sau đó ngâm với nước giấm nữa. Các bạn xả nước vào mình rửa sạch nhiều lần nhé. Anh đổ đi, anh bỏ cái rổ xuống đi. Anh bỏ lại lên, bỏ cái rổ xuống, anh đổ rồi anh rửa cho tôi quay. Các bạn rửa kỹ vài lần nhé, tôi sạch rồi sau mình chuẩn bị một âu nước sạch để tôi giấm vào. Nhẹ nhàng nó không nóng lắm. Bây giờ các bạn chuẩn bị một cái âu nước lọc sạch nhé, cho 2 thìa giấm vào. Và bây giờ cho rau muống đã rửa sạch vào ngâm. Ngâm một tiếng nhé, thì rau của chúng ta khi
muối nó sẽ giòn hơn. Sau đó vớt ra mang đi trần rau với nước nóng, rồi sau lại ngâm qua với nước lạnh để rau nó xanh và nó giòn. Và khi muối thì ăn nó rất là giòn. Rồi bây giờ mình đợi một tiếng sau mình quay lại. Bạn sẽ dùng cho mình nhá, một trước khi mà cái rong bún nó ngâm được ấy thì các bạn sẽ dùng cho mình này 10 gram muối ấy, hạt này, với 500 ml nước lọc này đun sôi này, 10 gram muối hạt này, 150 gram đường này, khoảng nửa bát con đường ấy, nhưng mà đấy là đối với các bạn mà muốn ăn là nhanh chua. Còn với mình thì mình chỉ khoảng 30 gram đường thôi, là 3 thìa ăn phở. Như vậy 3 thìa ăn phở, đường bằng 1/3, bằng 3 lần muối. Và giấm ăn, các bạn cho giấm ăn cho mình. Giấm ăn mình cũng cho 3 thìa ăn phở giấm ăn, 1:3:3 nhé, tỷ lệ 1:3:3, 1 muối, 3 đường, 3 giấm ăn. Và các bạn đun sủi lên cho kịp. Theo cái tỷ lệ này thì 3 ngày rưỡi là chúng ta có thể ăn được cái rong muống rồi. Và trong khi chờ đợi rong muống được thì mình cứ đun cái nước muối trước. Như này thì nước muối nó nguội, là khi mà rong muống được thì nước muối nó cũng nguội nhé. Và các bạn chuẩn bị cho mình một cái âu nước đá lạnh để sau mình trần rong muống luôn. Các bạn phải đun cho nó thật là sôi lên nhé. Chuẩn bị cho mình một cái lọ sạch, lọ thủy tinh hoặc lọ nhựa đều được, nhưng không dùng lọ sắt nhé, lọ kim loại nhé, để tí nó mình muối. Rồi khi nước thật sôi này rồi mình tắt bếp và đợi cho nguội. Và bây giờ đi trần rau muống. Khi rau muống đã ngâm với muối được một tiếng rồi, bây giờ chúng ta mang đi, chúng ta đổ ra cái rổ thôi, rồi mang đi trần với nước nóng vào, sau lại tráng với nước lạnh để cho nó giòn và khi mà ăn thì nó sẽ ngon hơn. Khi mà muối xong ăn ngon hơn. Rau muống khi mà mình đổ ra rổ để cho ráo nước như này, và các bạn đun luôn một cái nồi nước sôi lên bên cạnh như vậy. Và khi mà nước sôi thật sôi thì mình cho rau muống vào trần khoảng 20 giây nhé, rồi vớt ngay ra ấu nước đá lạnh. Các bạn lưu ý là mỗi lần trần rau thì chúng ta chỉ trần một ít thôi, trần một ít để rau chúng ta nó không bị thâm ấy, mà nó không bị lát quá ấy. Chỉ trần đúng 20 giây thôi. Đây, trần một ít như vậy 4 đồng hồ nhé. Đúng 20 giây thì chúng ta vớt ra, cho luôn vào ấu nước đá lạnh. Thì khi mà muối thì nó sẽ giữ được độ giòn, độ ngon mà không bị nhũn. Khi mà được 20 giây thì nó cũng ngả sang cái màu xanh rất đẹp, đẹp nhé. Này được 20 giây này, chúng ta vớt ra luôn này. Tính là 20 giây là nó sủi lại là được 20 giây đấy. Vớt luôn ra ấu nước đá lạnh này. Rất là đơn giản thôi. Những mẻ khác các bạn làm tương tự nhé. Nhớ là cái ấu nước lạnh nhé, có đá này thì khi mà gặp lạnh đột ngột như này thì nó sẽ không bị thâm và nó giữ được cái độ giòn, độ xanh của rau. Rồi, đây là mẻ tiếp theo. Những mẻ khác các bạn làm tương tự cho mình nhé, có mỗi lần cho một ít như vậy. Làm như vậy đến hết. Đây, khi mà trần xong là các bạn thấy không, rau giữ được cái độ xanh như này rồi nhé. Và bây giờ chúng ta rửa với nước đá lạnh như này xong, sau chúng ta để ra cái rổ cho nó ráo nước, rồi cho mình mang đi mình muối thôi. Thái cho mình vài quả ớt nhé, cho nó có vị khi mà mình muối.
thêm vài tép tỏi thái nát nữa, nó có vị nữa. Thì chúng ta muối cho thêm tỏi ớt này. Chuẩn bị cho mình một cái ô sạch nhé. Cái ô này đã phơi khô rồi, hoặc là ô thủy tinh cho các bạn trần với nước lắm cho nó sạch. Bây giờ cho vào để chúng ta muối, cho đan xen cả ớt cả tỏi vào. Khoảng 3 ngày đến 3 ngày rưỡi là ăn được, tùy vào cái nhiệt độ thời tiết ấy, nó nóng hay là nó lạnh ấy. Trời lạnh thì nó sẽ ăn lâu ăn được hơn là trời nóng. Tỏi ớt lên trên vừa ngon vừa đẹp mắt. À, bây giờ cho cái phần nước muối mình đã để nguội rồi, đun sôi để nguội rồi. Đổ nước đun muối chua nãy mình vừa mới đun nhé, đổ vào ngập sâm sấp là được. Các bạn để trong nhiệt độ phòng này nhé, và đậy lóc lại 3 ngày sau là dùng được, 3 đến 3 ngày rưỡi. Bạn thấy không, ngâm thì mình cho cái đĩa vào để cho nó ngập hết. Và bây giờ khi ngâm được 3 ngày mình sẽ vớt ra nhé. Bạn ăn đến đâu thì các bạn bỏ ra đến đấy nhé, rồi lại cất vào ngăn mát tủ lạnh và dùng dần. Rất là ngon luôn, rất là giòn ạ. Nhất là khi mà chúng ta ăn những đồ nướng chiên xào, những đồ mỡ thịt, các món thịt thì chúng ta muốn giảm ngán, giảm ngấy thì chúng ta làm cái món này nhé. Nó cái công thức thì nó gần giống món dưa hành. Bây giờ mình sẽ dừng và giống gần giống món dưa hành, gần giống món măng chua. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây nhé. Nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình nhé. Và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video hữu ích của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.